Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy Channel. 2020 đúng không? Tức là bây giờ chúng ta chỉ còn vài tháng nữa là thế hệ iPhone 12 sẽ ra mắt với rất nhiều những cái thông số nổi bật. Tuy nhiên ý, nếu như mà được hỏi về một chiếc máy, thứ nhất, mức giá hời, thứ hai, mức hiệu năng trên giá thành vô cùng tốt, đây là chiếc máy mà mình khuyên các bạn nên mua. Tại sao lại như vậy á? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Intro nào. Nếu như mà các bạn nhìn qua về một cái kích thước đô com như thế này, cùng với đấy là một cái màu mà nó hơi ấy, nhiều bạn sẽ nghĩ đây là chiếc iPhone X đúng không? Nhưng mà mình vừa mới nói đầu xong, kích thước đô com này chỉ có thể là chiếc iPhone XS Max thôi. Đầu tiên ý, nếu như mà nói về chiếc iPhone XS Max, chắc chắn phải nói về thiết kế. Khác so với iPhone X, iPhone XS Max là một chiếc máy có trọng lượng nặng hơn rất nhiều trong quá trình sử dụng. Chính vì vậy, đây là một trong những chiếc máy mà hướng đến đối tượng sử dụng, đấy là những người dùng mong muốn có một thiết bị cầm chắc tay hơn khá nhiều so với iPhone X. Và nói đâu xa đâu, iPhone X cũng là một trong những thiết bị mang tính rủi ro rất là cao vì cơ bản máy sẽ khá là trơn, và chưa kể đến việc đấy là nó còn có rất nhiều những cái phốt liên quan đến phần màn hình, thì cơ bản iPhone XS Max hầu như là một chiếc máy an toàn hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là kiểu thiết kế màn hình ở trên iPhone XS Max không khác biệt bất cứ một cái gì so với chiếc iPhone 11 Pro Max cả. Nếu như mà các bạn mong chờ về một cái kiểu thay đổi kiểu thiết kế màn hình như kiểu là màn hình tay thỏ mà nó sẽ biến mất hoàn toàn ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ ít nhất trong khoảng 2 năm nữa thì điều đấy mới có thể xảy ra ở trên các thiết bị iPhone. Chính vì vậy thế nên là về cơ bản cái kiểu thiết kế màn hình ở trên iPhone XS Max đến thời điểm hiện tại vẫn đang được đánh giá là rất thời thượng. Tiếp theo một điểm cộng nữa, đấy là khác so với iPhone XR và iPhone 11, chúng ta sẽ chỉ có một phần khung được làm bằng nhôm thôi, thì iPhone XS Max sẽ có một phần khung được làm bằng thép vô cùng chắc chắn, giúp cho trong quá trình sử dụng, thứ nhất nhá, nó sẽ hạn chế được tối đa cái trường hợp mà gây thiệt hại nếu như mà chúng ta có lỡ làm rơi rớt máy. Cháy xước ở trên các thiết bị iPhone luôn là một trong những cái mà vô cùng gọi là đáng sợ, vì thường thường những người sử dụng những thiết bị iPhone như thế này này, họ sau này sẽ có xu hướng là bán những cái chiếc iPhone đấy, và nếu như mà để xước máy như này này thì nó sẽ bị kiểu hao hụt một phần nào đấy cái giá thành mà bán ra ấy, rất là khó chịu. Tiếp theo nói qua đôi chút về màn hình, thì XS Max là một trong những chiếc máy mà có một cái màn hình thật sự rất ấn tượng. Về thông số thì máy sẽ có kích thước màn hình đấy là 6.5 inch, với độ phân giải của máy là Full HD cộng. Nếu như mà nói Full HD cộng trên kích thước màn hình 6.5 inch là lại là một flagship nữa ấy, thì các bạn sẽ đánh giá khá thấp màn hình trên chiếc máy này không? Nhưng mà không, nhầm nhé. Màn hình ở trên iPhone XS Max vẫn đáp ứng cho chúng ta rất tốt những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như là giải trí một cách vô cùng thoải mái. Ngoài ra thì iPhone XS Max cũng được trang bị rất nhiều những cái tính năng nổi bật, và điển hình nhất đó là tính năng True Tone. True Tone thật sự là một trong những tính năng mà giúp ích rất tốt trong quá trình sử dụng của chúng ta, khi mà đem đến cho chúng ta những cái góc nhìn nó thuận mắt hơn này, khi mà True Tone sẽ điều chỉnh ánh sáng tùy thuộc vào điều kiện môi trường ấy. Đây là một trong những cái mà mình rất ấn tượng ở trên những thiết bị iPhone từ iPhone X trở lên ấy, cực kỳ thích luôn ấy. Ngoài ra thì như mình đã nói, với kích thước màn hình 6,5 inch ấy, thì chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm giải trí tốt nhất có thể, đã nhất có thể luôn. Và nói đâu xa đâu, nếu như mà chúng ta chơi game ấy, mà chơi game ở trên những thiết bị giống như kiểu là iPhone XS hay là iPhone XR mà chỉ có kích thước là 5,8 hay 6,1 inch thôi, mà chơi game trên một con kích thước lên đến tận 6,5 inch thì nó phải gọi là sướng luôn, bét của sướng luôn, cực kỳ thích, không vấn đề gì cả. Thế nên là iPhone XS Max đến thời điểm hiện tại vẫn đang là một trong những sự lựa chọn để giải trí rất là tốt. Và khi mà đặt lên bàn cân ở cùng mức giá, chiếc iPhone 11 sẽ là đối thủ của chiếc iPhone XS Max ấy, thì máy sẽ chỉ có một màn hình với độ phân giải HD cộng mà thôi. So với màn hình độ phân giải Full HD cộng như thế này thì iPhone XS Max vẫn là một trong những chiếc máy có khả năng hiển thị tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo nói qua đôi chút về camera đi. iPhone XS Max là một trong những chiếc máy mà không có quá nhiều cải tiến về camera so với iPhone X tiền nhiệm, khi mà chúng ta sẽ chỉ có hai camera mà thôi. Tuy nhiên trên những cái trải nghiệm thực tế ấy, thì camera của iPhone XS Max đến thời điểm hiện tại vẫn hoàn toàn là đủ dùng. Và đối với những bạn nào mà thích có những cái bức ảnh với độ trung thực này, tối ưu tốt với các ứng dụng bên thứ ba này, cùng với đấy có một cái camera selfie mà nó thật nhất có thể để mà chúng ta hoàn toàn thể chỉnh sửa ảnh qua những cái app như kiểu là Lightroom các thứ ấy, thì iPhone XS Max đáp ứng rất tốt tất cả những nhu cầu đấy của chúng ta. Còn nếu mà để xét về khả năng quay phim ý, thì iPhone XS Max tương tự như bao chiếc iPhone khác thôi. iPhone XS Max sẽ đem đến cho chúng ta khả năng quay phim rất là tốt này, cùng với đấy một khả năng thu âm cực kỳ ấn tượng. Chính vì vậy đây vẫn đang là một trong những sự lựa chọn dành cho những YouTuber này hay là blogger như chúng mình. Tiếp theo nói về hiệu năng, XS Max thôi không nói làm gì nữa, gần như kiểu là vô đối trong tầm giá rồi. Nếu như mà thua ấy, thì chắc chắn sẽ chỉ thua chiếc iPhone 11 mà thôi. Máy sẽ được trang bị con chip đấy là Apple A12 Bionic, cùng với đấy chúng ta sẽ có 4GB RAM. Trên những cái trải nghiệm thực tế thì Apple A12 Bionic đến thời điểm hiện tại vẫn hoàn toàn có thể gánh được tất cả những cái tác vụ hàng ngày, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là chơi game nặng ở trên iPhone XS Max cũng là một cái điều gì đấy mà các bạn cũng không cần phải quá lo lắng, khi mà trong khoảng ít nhất là
1 cho đến 2 năm nữa ấy, thì máy vẫn có thể chơi được max setting hầu hết những tựa game thời điểm hiện tại. Còn với 4GB RAM thì với việc được tối ưu trên nền tảng iOS mượt mà như mình đã nói ở bao video rồi, thì các bạn cũng không cần phải lo lắng rằng máy sẽ xuất hiện trường hợp bị reload những cái app cơ bản hay là reload những cái app trung bình nặng đâu. Trừ trường hợp là những cái app đấy phải thuộc dạng rất nặng thì nó mới reload được thôi. Thế nên là tương tự như hiệu năng, tương tự như là con chip mà nó đang sử dụng ấy, các bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Cuối cùng đó là về pin. 3174mAh, một con số không lớn ở thời điểm năm 2020. Tuy nhiên máy vẫn sẽ đem đến cho chúng ta một thời lượng sử dụng phải nói là cực kỳ tốt. Chính vì vậy, iPhone XS Max sẽ hoàn toàn thể đáp ứng cho chúng ta tất cả những nhu cầu sử dụng trong khoảng thời gian đấy là 1,5 cho đến 2 ngày nếu như mà chúng ta sử dụng ít, còn 1 cho đến 1,5 ngày nếu như mà chúng ta sử dụng với cái tác vụ nó trung bình hoặc là nhiều một chút. Cuối cùng, một trong những tính năng nữa ở trên iPhone XS Max chắc chắn phải kể đến rồi, đó chính là hai SIM. Đây là một trong những tính năng mà rất nhiều người dùng thèm khát khi mà sử dụng những thiết bị iPhone rồi. Và đến iPhone XS Max thì cái cơn khát đấy nó mới được giải tỏa bằng việc Apple đem đến cho chúng ta hai SIM, giúp cho chúng ta có thể đa liên lạc hơn trong quá trình sử dụng. Vậy thì tổng kết lại, iPhone XS Max ở thời điểm hiện tại vẫn đang là một trong những thiết bị rất là đáng mua. Vì cơ bản, máy vẫn sẽ có một thiết kế mà không quá khác biệt so với những cái mẫu flagship ở thời điểm hiện tại, vẫn rất thời thượng với hai mặt kính này, cùng với đấy là một ngôn ngữ thiết kế mà đến thời điểm hiện tại vẫn đang được rất nhiều những cái hãng theo đuổi, cụm camera hình chữ Y được ra dọc như thế này, rồi là kiểu thiết kế màn hình tay thỏ. Tiếp theo ấy, đấy là màn hình thì hoàn toàn đáp ứng cho chúng ta rất tốt những cái tác vụ hàng ngày, hiệu năng thì bản làm gì nữa, iPhone XS Max vẫn có thể chiến được tất cả những cái tác vụ hàng ngày. Về pin, tương tự như là camera thì hai cái này không phải là mạnh nhất, tuy nhiên vẫn có thể đáp ứng cho chúng ta vừa đủ cũng như là thoải mái đấy nếu như mà chúng ta sử dụng ít. Vậy còn các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone XS Max? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe giúp chúng mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.